chị, em xin chào các em nhé. Hôm nay chị sẽ có một thử thách cho mình, đó là một quả trứng xanh. Một quả trứng xanh mà chị chỉ có 4 màu thôi. Bây giờ chị bắt buộc làm sao phải hoàn thiện được bức tranh này. Quả trứng này của chị có 2 mặt, đó là mặt trước và mặt sau. Mặt sau của chị có hình chú bướm và mặt trước của chị có hình cá heo. Bây giờ chị sẽ tô hình cá heo trước nhé. Các bọt bóng thì chị sẽ tô màu đỏ ạ. Rồi, tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh để mình tô cá heo. Vì màu xanh này rất khó kết hợp, cho nên mình sẽ tô cả hai con cá heo này đều màu xanh trời luôn nhé. Vậy là chị đã hoàn thiện chú cá heo rồi. Tiếp theo chị sẽ tô chú bướm nhé. Đầu tiên bướm thì chị sẽ tô các viền ngoài. Bây giờ chị sẽ tiếp tục tô màu đỏ. Vào các chỗ còn lại.
chị đã hoàn thiện xong chú bướm rồi. Và cả chú cá heo. Vậy các bạn hãy cho chị xin ý kiến ở dưới bình luận nhé. Còn bây giờ chị xin chào tạm biệt các em.